bạn để mà gửi lời chúc sức khỏe và thành công hoạt động, chúc sức khỏe và đầy ý nghĩa đến các thầy cô của trung tâm ạ. Em học ở đây thì cũng được một tháng rồi, thì mới lúc đầu vào đây thì cảm nhận đầu tiên của em về trung tâm là thấy cái thầy cô rất là thân thiện, rất thân thiện và nhiệt tình để mà giúp đỡ em, để mà cho em biết là em là không, chắc là không chỉ riêng em mà còn cả các bạn nữa là cần điều gì để mà đáp ứng để cái nhu cầu của mình. Nói chung là em cũng là dễ bắt chuyện á, cho nên là mấy thầy cô là quen em kiểu dễ dạ đúng không? Hòa đồng nhưng mà dễ dãi. Nói chung là ở lớp em thì có mấy bạn bằng tuổi em, có mấy anh chị hơn em, nhưng mà kiểu em chia mấy cảm xúc là rất là có cảm tí.